Thưa quý vị và các bạn, nếu như giá nhiều mặt hàng ngày hôm qua mùng 7 tháng 3 bị đội lên do tâm lý của một bộ phận dân cư muốn tích lũy hàng tiêu dùng để phòng dịch COVID-19, thì hôm nay đã bình ổn trở lại, không có hiện tượng đổ xô đi mua hàng hoặc chủ cửa hàng đại lý găm hàng chờ giá cao. Tại một số siêu thị thuộc hệ thống Intimex trên địa bàn tỉnh, không có cảnh chen lấn để mua hàng. Các loại hàng tiêu dùng thiết yếu bị đổ xô mua vào ngày hôm qua, mùng 7 tháng 3 như mì tôm, dầu ăn, nước mắm, giấy vệ sinh đều rất nhiều. Nhiều đồ chứ cũng không phải là nó khan hiếm gì cả. Em thấy là thì không khan hiếm, giá cả thì hợp lý và không tăng giá vì hàng vẫn đầy đủ cho người tiêu dùng. Chủ siêu thị cũng khẳng định trong ngày mùng 7 tháng 3, mặc dù khách hàng mua đông, song cửa hàng vẫn bán đúng giá niêm yết và không hề găm hàng chờ giá cao. Hiện tại thì cái lượng hàng siêu thị dự trữ ở trong kho thì cũng còn rất nhiều, nên là không có cái hiện tượng là không có hàng hay là hiện tượng bị cháy hàng. Buổi sáng ngày hôm qua thì như ở tại chợ Như Quỳnh thì nhiều cửa hàng là đã hết sạch thịt lợn, hết sạch mì tôm, thế và hết sạch cả gạo. Ban chỉ đạo 389 cũng phối hợp thế và đã tuyên truyền vận động người dân thì đến buổi sáng ngày hôm nay qua kiểm tra thì mọi mặt hàng cao lên một chút, thế sau đó đến tầm 8-9 giờ thì lại bình ổn như mọi ngày. Tại các chợ ở thành phố Hưng Yên, giá các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày trong ngày 8 tháng 3 cũng không có nhiều biến động. Đặc biệt là các mặt hàng như gạo, mì tôm, thịt, rau. Ông Nguyễn Văn Hiền thường xuyên cung cấp khoảng 30 tấn thịt lợn hơi cho thị trường Hà Nội, đồng thời chủ cơ sở giết mổ khoảng 4 tấn thịt lợn một ngày khẳng định giá thịt lợn thời điểm này ổn định, nguồn cung vẫn dồi dào. Ngày hôm qua thì cơ sở chúng tôi giao rất nhiều, nhưng mà không có biến động gì giá cả, vẫn cứ 80 đến 82.000, loại ngon nhất có 83.500 lợn hơi. Đấy, nguồn cung của chúng tôi hôm qua là giao động trên 450 tấn. Trong ngày 7 tháng 3, Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã có văn bản yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và siêu thị, cửa hàng triển khai các biện pháp và thực hiện cam kết bình ổn giá. Đồng thời, các ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc kinh doanh tại cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, hiệu thuốc. Chúng tôi đi kiểm tra thị trường, có hai vấn đề xảy ra. Thứ nhất là giá cả đã trở lại như cuộc sống ngày thường. Và thứ hai là cái sản lượng hàng hóa thì các siêu thị, các trung tâm phân phối và chợ thì cơ bản không có gì thay đổi. Cũng khuyến cáo bà con nhân dân hết sức bình tĩnh, tránh cái tình trạng là cái hiệu ứng đám đông. Ban chỉ đạo 389 của tỉnh cũng có văn bản gửi các siêu thị và các ban quản lý các chợ tăng cường cái nguồn hàng. Và các siêu thị thì và các chợ, ban quản lý các chợ đã ký cam kết là ổn định nguồn hàng và giữ giá cả. Kết quả trong hệ thống phân phối thì cái nhu cầu không tăng so với lại những ngày chủ nhật thường xuyên. Đấy. Và cũng đề nghị với người tiêu dùng thì ngoài chuyện bình tĩnh ra thì chúng ta cũng yên tâm. Tâm lý hiếu kỳ lại bị cổ vũ bởi các thông tin không chính xác trên mạng xã hội, dẫn đến việc đổ xô mua và tích trữ hàng tiêu dùng trong ngày 7 tháng 3 là điều rất không nên. Điều này khiến một số tư thương nâng giá và găm hàng để trục lợi. Vì hiện nay, quá trình sản xuất vẫn diễn ra bình thường, lượng hàng cung cấp ra thị trường không hề bị thiếu.